Xin chào khán giả đã quay trở lại với chuyên mục review đồng hồ của Giá Bảo Luxury. Trong video ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng review về chiếc đồng hồ Hublot Big Bang Unico 45 Sky Blue giới hạn. Thương hiệu này vừa mang đến một thiết kế cực kỳ tươi mát trong mùa hè 2020. Trước đó thì giới mộ điệu đã chứng kiến sự xuất hiện của model Big Bang GMT, một màu đen, hay là Big Bang chỉ có màu hồng. Mới đây nhất thì nhà sản xuất đã tung ra mẫu đồng hồ Big Bang Unico 45 mới trong hai tông màu xanh và trắng vô cùng bắt mắt. Gốm ceramic có màu là một trong những cải tiến nổi bật của Hublot và được giới thiệu trong dòng đồng hồ Big Bang Unico vào năm 2019. Mẫu đồng hồ Big Bang Unico 45 Sky Blue mới ra đã thể hiện khả năng đáng kể từ thương hiệu. Bộ vỏ đồng hồ góc cạnh của chiếc đồng hồ Big Bang này đã chứng minh khả năng đáng kể từ thương hiệu có phần non trẻ này. Bộ vỏ góc cạnh của nó hiện lên với bề mặt trải xước và đánh bóng đan xen. Từng lớp ceramic trắng xen kẽ với màu xanh trông thực sự tương phản và làm nổi bật lên cấu trúc phức tạp của bộ vỏ đồng hồ. Tuy nhiên, kích thước 45mm x 16,3mm khi mà đeo trên tay sẽ ít ai có thể cảm nhận rằng Big Ben là một mẫu đồng hồ trang nhã. Hoàn thiện cho mẫu đồng hồ này là phần đáy bằng gốm ceramic sáng bóng cùng với mặt kính sapphire tiết lộ bộ máy bên trong và vẫn đảm bảo cho cả chiếc đồng hồ kháng nước ở mức 100m. Mẫu đồng hồ Hublot Big Bang Unico 45 Sky Blue có thiết kế mặt số dạng skeleton như những thiết kế mà hãng vừa mới tung ra mấy tháng trước. Tuy nhiên, với cách phối màu mới về mặt dễ xem giờ thì chiếc đồng hồ này được đánh giá là vượt trội. Các cọc chỉ giờ thông thường kết hợp với số kiểu Ả Rập hiện lên rõ nét trong tông màu trắng của chất phát quang, trong khi mặt số phụ góc 3 giờ đã được phủ lên màu xanh blue gần với màu xanh trên bộ vỏ đồng hồ. Hublot đã thành công khi tạo ra một mặt số vừa lôi cuốn lại hiện đại cho thiết kế mới ra mắt này. Cung cấp năng lượng trên chiếc đồng hồ này là bộ máy tự động HUB1242. Đây là bộ máy in-house có mặt trong nhiều model Big Bang 45mm khác trong mấy năm gần đây. Không chỉ có chức năng chronograph flyback, bộ máy này còn tích hợp cơ chế bánh xe cột và hệ thống ly hợp kết, điều có thể thấy thông qua mặt số skeleton. Về mặt hiệu suất thì cỗ máy này đảm bảo cho chiếc đồng hồ có thể vận hành trong vòng 72 giờ đồng hồ với tần số hoạt động là 28.800 mph. Thương hiệu Hublot đã trang bị cho chiếc Big Bang Unico 45 Sky Blue bộ dây đeo với các phong cách khác nhau. Khá bắt mắt là dây đeo bảo Velcro với tông màu sáng nhìn khá là bụi, trong khi thể thao hơn đó là dây đeo cao su màu trắng với phần màu xanh họa tiết vân sóng tại trung tâm. Xu hướng của những chiếc đồng hồ sở hữu bộ vỏ sắc màu nhà Hublot chưa có dấu hiệu hạ nhiệt và mẫu đồng hồ Big Bang Unico 45 Sky Blue trông ấn tượng hàng đầu hiện nay. Chỉ là mẫu đồng hồ này chỉ được sản xuất giới hạn 100 chiếc với giá bán lẻ là 21.500 USD. Không biết là cảm nhận của các khán giả của Giá Bảo Luxury như thế nào về mẫu đồng hồ này, hãy để lại ý kiến của mình ở phần bình luận bên dưới nhé. Và đừng quên đón xem những video tiếp theo để cùng chúng tôi review những mẫu đồng hồ hot nhất trong thế giới đồng hồ. Xin chào và hẹn gặp lại.